Dạ vâng, em Quốc xin chào toàn thể quý anh chị và bà con chăn nuôi. Đó, hôm nay là thứ bảy ngày 24 tháng 6 năm 2023. Đó thì ngày nay em có về được một cặp nghé nha bà con, nghé cái đến man. Đó thì một con đỏ man lai bô kia thì em cho nó đi dự án đó bà con. Đó thì còn con nghé man này, man màu vàng bánh mì này, đầu trụi không sừng nha bà con. Đây, con man này bà con, con man màu bánh mì đây, dạng bánh mì đây. Đó thì con này đầu trụi không sừng, xây tích đường diêm chỉnh lưỡi đen. Đó, con này thì nó cao gần 1,2 m nha bà con. Đó thì con nghe cái này em báo giá công khai luôn là 13.500.000. Đó với lại là con nghe cái Redman hôm qua em có làm video đó bà con. Đó thì cũng chưa có chủ. Đó thì em quay lại con nghe đó luôn. Đó thì ai bắt nguyên cặp thì em bớt cho 500.000 lấy lọc nuôi. Đó còn con Manbo kia thì em cho đi dự án đó bà con. Đó cấp người đồng bào của bà con, người hộ nghèo đó. Đó. Còn con này, đó con Man này. Đó giá 13.500.000. Đó, mập dày lắm nha bà con. Đó, còn con lớn này, manbo này thì em cho đi dự án rồi, nó đủ dòng đo nên cho đi dự án. Nó còn con man đỏ này, đó con đó là em cho đi dự án. Còn con man đỏ này qua em làm video đó thì chưa có chủ nhân. Đó thì bà con có nhu cầu bắt kẹp nghé man này thì có liên hệ với em. Đó số điện thoại 0367888228. Đó còn ai ở gần thì tới địa chỉ thôn An Thạch, xã Trấn An, thị xã An Khê để xem bò thực tế nha bà con. Đó con này thì em cho nó đi dự án rồi nên em không có quay kỹ với bà, em cũng có báo giá. Đó, tại vì nó có khung sắt nó to các bà con. Đó, dọc đo dòng ngực nó đủ nên nó đi dự án. Đó, cấp cho hộ nghèo. Đó, con kẹp nghé này, đó một con man vàng bánh mì này. Với lại là con man đỏ này, qua em làm video rồi chưa có chủ. Đó. Chưa được về chủ mới bà con. Đó, nên em báo giá công khai là kẹp nghé này. Đó, giá 27 triệu thì dù ai bác nguyên kẹp thì em bớt cho 500.000 lấy lọc nuôi. Đó. Đó thì tổng quan là chúng em chỉ có hai con này thôi bà con, còn một con man đầu trùi với lại cùng một con man có da lớp da. Đó thì tổng quan chúng em chỉ có hai con này thôi bà con có nhu cầu nuôi sinh sản thì cứ liên hệ với em. Đó thì nói chung là video em chắc cũng tạm thời kết thúc tại đây, hẹn bà con trong những video tiếp theo. Rồi bye bà con nha bà con. Đây nhìn nước ăn của ba con bò này thì bà con khối phải lo rồi. Đó, con nào cũng mạnh ăn hết chắc bà con. À, ba con đứng nghe hàng đó. Em này nhà em như vậy có rôm là lúc nào cũng có bài bản nha bà con, không giờ ở đó bà con luôn. Đó thuốc ăn không hẹo mà đá không. Đó rau là hôm qua là ba con, ba con từ lớn tới nhỏ đấy. Em không biết bà con đuôi bò sao chứ em có bò làm vui lắm bà con, chiều chiều có cái cỏ của nó ăn làm vui.